Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen. À, bằng khen thật của người ta nè, thấy không? Thiếu cái quan trọng nhất. Tiền của người ta đó. Rồi mới biết nhiêu tiền của các bạn thì mấy thành phố Hồ Chí Minh dễ tin quá. Bài 9 tháng 10 nguyên chủ tịch Nguyễn Thành Phong. Nguyễn Thành Phong. Trời ơi, chị mình đó người thật mình thật đây chữ ký ở đó đem rõ ràng không? Xin dùng ai gì đồng dương. Đâu nãy giờ em ở Tiền Giang còn bà kêu ngân Bến Tre. Rồi sao giờ giờ ai nói bà nào nói là bạn của bà Kim Ngân đâu? Đây nè, đây là hàng xóm của bà Kim Ngân nè. Nói chữ ký của bà Nguyễn Thị Kim Ngân nè. Đẹp ha. Nói chữ ký đẹp kia kìa. Đẹp. Đó, cái này là ai? Đó, ai nó giả. Quá đẹp. Chữ ký nè, chữ ký đàng hoàng luôn. Giả không? Kìa, chụp cái bằng khen của ông Phong kìa. Ủy ban Nhân dân phố. Giá trị. Chúc mừng năm mới. Chữ ký qua Kim Ngân làm sao mà giả được. Chữ ký quá đẹp luôn. Thủ Nguyễn Phú Trọng. Tại vì cái bà kia bà nói là bà là bà con gì với bà Kim Ngân á. Bà xui cho bà là bữa nay nè. Có bà Kim Ngân đây luôn nè. Đó giờ bà nói bà đó giờ mình bóc phốt. Trương Tấn Sang, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúc mừng năm mới, Happy New Year Xuân Tân Sửu 2021. Chúc mừng năm mới, Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nè, đây mới là người thiệt, người thật nè. Không có Photoshop nè, không có chỉnh sửa nè. Đó, thấy không? Một cô lớn tuổi nha, nhưng mà không có tiện cho mọi người thấy mặt nha. Được cái đeo, cái tên lô rần ra liền. Đó. Kìa, quay luôn cái bằng kìa, mới là Và đây, kính thưa mọi người, một ông già đầu trọc lóc, bận một cái áo này là màu nâu ha, để cái râu dài màu trắng. Đây là đầu trọc Lê Tùng Vân. Và thưa mọi người, chúng ta nhìn thấy cái tấm bằng màu đỏ mà đầu trọc Lê Tùng Vân cầm. Đó là cái gì mọi người? Đó là một cái cái thiệp chúc mừng giả. Giả nha mọi người ha, giả tạo. Thiệp chúc mừng này là do Nguyễn Phú Trọng tặng đầu xuân Tân Sửu 2021. Thì đầu trọc Lê Tùng Vân nói với đầu trọc Lê Tùng Vân đó, thì được thằng con ruột của đầu trọc Lê Tùng Vân là Lê Thanh Hoàng Nguyên đăng cái bức ảnh này lên, nói là chủ tịch, nói là ông Nguyễn Phú Trọng tặng cho Lê Tùng Vân ha. Bấy nhiêu đó thôi, thì chúng ta không biết cái này là sự thật hay là giả tạo, nhưng mà 2-3 ngày nay thì cộng đồng mạng đã chỉ rõ đây là một cái thiệp chúc mừng giả tạo, và chẳng có ông Nguyễn Phú Trọng nào tặng cho cái đầu trọc Lê Tùng Vân này. Thì chúng ta thấy cái việc này là đầu trọc Lê Tùng Vân lại thêm một lần giả mạo giấy tờ ha, giả cho mọi người trên đất nước Việt Nam thấy là ông Nguyễn Phú Trọng tặng cho đầu trọc Lê Tùng Vân ha. Chúng ta thấy rõ ràng ha, rất là con người đầu trọc Lê Tùng Vân này có thể nói là rất là điếm đàn ha, rất là xảo trá và gian xảo âm mưu ha, rất là xảo trá nha. Và thì như lúc đầu thì Minh Tùng có cho mọi người xem cái đoạn clip lúc đầu, thì cái đoạn clip lúc đầu này Minh Tùng đã đến một nhà của một người cô này cũng đã lớn tuổi, thì người cô này là đóng góp rất là nhiều cho cái nước Việt Nam chúng ta. Thì người cô này là được văn phòng chính phủ nè, nước Việt Nam là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là rất được nhiều nơi là kính trọng và rất là quý mến, yêu mến cái cô này. Thì cô này được rất nhiều người trong ban chính phủ cũng như là trong nhà nước của nước Việt Nam
là rất là yêu thương và yêu quý, đã gửi tặng rất nhiều món quà cho cô này trong cái mùa xuân Tân Sửu. Thì ngày hôm nay Minh Tùng được vinh dự đến nhà cô này chơi. Thì đây đây là trên tay Minh Tùng đang cầm là một cái thiệp chúc mừng năm mới của Tổng Bí Thư nha. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ha, đã gửi tặng. Thì đây là một tấm bằng thật và được đặt tại nhà cô, và cô đã cho Minh Tùng xem ha. Chứ không phải như đầu chọc Lê Tùng Vân, cái bằng của ai nó tặng hay cho hay làm giả gì đó. Rồi bây giờ thì bị cộng đồng mạng và bị chính những người đã tưng bóc đầu chọc Lê Tùng Vân bóc phốt cái đó là giả. Và hiện tại bây giờ họ đang gọi là đang như thế nào, đang xô đẩy nhau, đang đùng đẩy nhau, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cái vấn đề giả tạo cái thiệp chúc mừng đó. Có ai là người dám nói ông Nguyễn Phú Trọng đã tặng cho đồng chọc Lê Tùng Vân cái tấm thiệp đó ha. Đó, bây giờ dân mạng đang xôn xao vấn đề đó. Thì ngoài ngoài cái tấm thiệp chúc mừng của ông Nguyễn Phú Trọng thì Minh Tùng còn được cô cho xem thêm một cái thiệp chúc mừng năm mới của chủ tịch, của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội đó, kèm theo chữ ký rất là rõ. Chữ ký này không phải là chữ ký in, mà chữ ký này là chữ ký bằng tay và bằng mực màu xanh ký trên tấm thiệp đó. Mọi người thấy không, rất là chân thật. Mọi người thấy rõ ràng ha, đâu có phải như mà lừa đảo dối trá như cái đầu chọc Lê Tùng Vân, dùng những hình ảnh, những thiệp chúc mừng của lãnh đạo nhà nước Việt Nam để gọi là tạo lòng tin cho những người mà đang ủng hộ Lê Tùng Vân tiếp tục bị Lê Tùng Vân lừa gạt. Rõ ràng nha mọi người ha, đó là người thật việc thật. Và như chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì tiếp tục thêm một tấm thiệp nữa, đó là tấm thiệp của ông Trương Tấn Sang nha, chúc mừng năm mới 2021. Thì chúng ta thấy là cô được ông Nguyễn Phú Trọng nè, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nè, ông Trương Tấn Sang nè ha, gửi thiệp chúc mừng. Và ngoài những tấm thiệp này thì cô chủ nhà này còn rất là nhiều những cái huân chương, những cái kỷ niệm chương, những cái giấy khen của thành phố, Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh, rồi của bộ của cục, và rất là nhiều. Nhưng mà cô nói Minh Tùng cứ lên lầu chụp hình đi, nhưng mà vì sự riêng tư mình cũng thấy ngại cho nên mình không có lên lầu để chụp hình nhiều đó. Nhưng ở đây mình chỉ đưa ra vài tấm hình cho mọi người thấy, để thấy được điều gì, thấy được điều gì mọi người cho mình thấy được điều gì ha, để Minh Tùng sẽ cho mọi người biết là mọi người thấy được điều gì. Chúng ta thấy như ở trên màn hình thì chúng ta thấy trong cái trang FC Bình Trang, Nguyễn Trường Giang, thì chúng ta thấy có để một cái tập 1 Thánh Đức ngày xưa, nhà tắm không điện, không nước, không nhà vệ sinh. Thì với tấm hình này chúng ta thấy có thể nói rằng một người mà trong cái nhóm FC Bình Trang này để cái nick Nguyễn Trường Giang thì mình nghĩ chắc là người này hâm mộ Nguyễn Trường Giang quá nên để tên nick Nguyễn Trường Giang thôi, chứ mình thật sự không nghĩ là Nguyễn Trường Giang đăng cái tấm hình này. Bởi vì cái cách viết của những dòng chữ này thể hiện là một người rất là ngu si và đần độn, không có cái đầu óc thông minh. Bởi vì họ viết như thế nào ạ? Thánh Đức ngày xưa, nhà tắm không điện không nước. À, ví dụ như nhà tắm không điện không nước, rồi mình ngưng cái dưới mình ghi là không có nhà vệ sinh cũng được. Ở đây ghi là nhà tắm không điện không nước không nhà vệ sinh đó. Thì bây giờ Minh Tùng chia sẻ như thế này ha, đó, để chia sẻ để cho mọi người biết rõ cái Minh Tùng lúc ở chợ Thánh Đức Minh Tùng rõ như thế nào. Thánh Đức ngày xưa, nhà tắm đây nhà tắm không điện không nước đó, đây là cái lu nước, lu nước nè, cái lu nước nè,
không nhà vệ sinh nha. Rồi bây giờ phân tích tấm ảnh này nha, phân tích tấm ảnh này để cho chúng ta thấy sự dối trá cũng như sự gian xảo, cũng như sự gọi là kêu gọi lòng thương hại của mọi người cho cái đầu trọc Lê Tùng Vân như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tấm ảnh này. Thánh Đức ngày xưa nhà tắm không điện không nước. Đây, đây là hai cái lu nước, mọi người nhìn thấy ở đây là hai cái lu nước đúng không mọi người ha. Hai cái lu nước, hai cái lu nước. Thầy hỏi mọi người muốn cái lu hai lu nước đầy này thì phải làm sao? Trong trại Thánh Đức ai sẽ là người gánh đầy hai cái lu nước này? Trong trại Thánh Đức, cái tấm hình này là chụp vào khoảng năm 1000, trại Thánh Đức thành lập năm 1990 đúng không? Trại Thánh Đức thành lập năm 1990 thì tấm hình này chụp vào khoảng thời điểm là năm 1995 đến năm 1998. Thì năm 1995-96 là Minh Tùng đã được 11 tuổi rồi ha. Minh Tùng đã được 11 tuổi. Thì thời điểm này Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Minh Tú còn rất là nhỏ, thì hai lu nước này ai sẽ là người gánh đầy hai lu nước này? Thì dĩ nhiên muốn đầy hai lu nước này thì phải bơm nước vô cho đầy hai lu nước này. Mà nếu bơm đầy hai lu nước này thì phải dùng tới cái máy bơm và phải có điện. Trại Thánh Đức ngày xưa nằm ở tỉnh Lộ 10. Thì tỉnh Lộ 10, trước tỉnh Lộ 10 có một cái con kinh nhỏ, trong nhà trại Thánh Đức có một cái bờ ao ở mức một sao, sau lưng cái đám cỏ xanh xanh này nè, là bờ ao nè. Đó. Rồi trước cửa nhà cũng có một con kinh, thì hỏi ai là người gánh nước cho hai cái lu nước đầy, hai lu nước này đầy. Mà gánh ra gánh vô rất là xa nè mọi người, thì như thế nào là phải dùng cái gì? Dùng điện để bơm nước đầy hai lu nước này. À, rồi trại Thánh Đức nhà tắm không điện không nước. Ngày xưa cái nhà tắm này nè, và cái nhà tắm này nè, để phân tích nhà tắm này, cái dấu X xanh này là nhà tắm này nè, xài một cái bóng đèn màu vàng nha mọi người, bóng đèn màu vàng nhưng mà xài bằng tóc, bóng đèn tóc á, chứ không đứt cái cọng tóc là đứt bóng đèn nha, đó thì xài bóng đèn tóc này. Rồi cái dấu X đỏ này đây nè, không nhà vệ sinh. Vậy ngày xưa nếu muốn đi vệ sinh thì đầu trọc Lê Tùng Vân phải đi ra ngoài cái đám ruộng này đi vệ sinh hay sao? Rồi những người phụ nữ là những người cô gái. Cô gái là ai? Là cô hiền, cô đài, cô xinh. Chẳng lẽ mỗi lần đi vệ sinh mới đi ra ngoài đám cỏ xanh để đi vệ sinh hay không hay sao? Mà đầu trọc Lê Tùng Vân thì có một cái quan điểm mà không bao giờ cho ai đụng tới người phụ nữ ở trong nhà của đồng trọc Lê Tùng Vân. Thì dĩ nhiên không cho đụng vô nữa, để cho thằng đàn ông khác nhìn thấy những con chim không biết bay của đồng trọc Lê Tùng Vân. Thì dĩ nhiên Lê Tùng Vân phải làm cầu tiêu, và đây là cái hình màu đỏ, cái dấu ít màu đỏ nắm ngay dấu cái cửa này, đây là cái cửa cầu tiêu, à, là cầu tiêu. À, thấy cầu tiêu không? Thì cầu tiêu này, trước cầu tiêu này là có một cái nhà tắm nữa, nó cái bức tường, bức tường là của nhà, là một cái nhà tắm nữa nè. Trong nhà tắm là có một cái lu, có hồ chứa nước trong đây. Thì đầu trọc Lê Tùng Vân có khi tắm nhà tắm này, có khi tắm cái nhà tắm màu xanh này, nhưng mà tắm nhà tắm màu xanh này nhiều hơn. Đó. Rồi cái cả cái cửa cầu tiêu này nè là đối diện nhìn từ cái cầu tiêu này nhìn thẳng ra bên đây, qua cái lùm cây bên này là cái cửa sau của nhà mẹ Minh Tùng. Thì đầu trọc Lê Tùng Vân ngồi ngay cái cửa này, đi toilet không bao giờ đóng cái cửa này, ngồi đưa cái củ khoai to ra. Nè mọi người thấy cái đường đi này không? Đó. Có những người cái đường đi này nè, cái đường đi nhỏ nhỏ này nè, đi thẳng ra sau hồ cá luôn, đi thẳng ra sau hồ cá luôn. Đó. Rồi đi bọc ra sau cái nhà tắm này là cái nhà của mẹ Minh Tùng nằm bên hông này. Thì những người đi cái đường này nè, những người đi cái đường mà cái đường Minh Tùng đang làm giống với ta thì đi ngang, thì thằng đầu trọc lên đường qua ngồi dễ ngay đây, ôi ngồi đi toilet bên đây, đưa cái củ khoai to ra ngoài, ai đi ngang đều nhìn thấy. Và đặc biệt là mẹ Minh Tùng,
là hay nằm võng, thì mỗi lần mà thấy đầu chọc Lê Tùng Vân đi toilet thì phải đi vô nhà nằm chứ không nằm võng. Tại nếu nằm võng tung đưa thì sẽ ngồi trực diện với cái cửa toilet này và sẽ thấy củ khoai to, củ cải khoai xương của đầu chọc Lê Tùng Vân. Không nước. Ủa, nếu mà không nước thì không lẽ mỗi lần đầu chọc Lê Tùng Vân đi toilet thì phải gánh nước vô hay sao? Dĩ nhiên là trong cái nhà tắm này có một cái hồ, trong hồ này có một cái nước cứ dòi thông ra cái nhà tắm này. Thì cái nhà, cái toilet này nè, là ông Lê Thanh Vân xây dựng. Ông Lê Thanh Vân là người xây dựng cái toilet này. Rồi mỗi lần mà đầu chọc Lê Tùng Vân đi toilet thì cô Sương sẽ đứng ngay chỗ này, ngay chỗ của tên mình Minh Tùng quay nè, đứng này canh, nếu có ai đi ngang từ đây đi tới thì cô Sương sẽ la lên: đầu chọc đang ngồi trong toilet. Thì những người đi tới này sẽ quay ra, hoặc những người đầu kia lại sẽ quay ra đó. Thì chúng ta như đó thôi, chúng ta sẽ thấy cái hành vi biến thái của đầu chọc Lê Tùng Vân như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào cái miếng ít màu xanh này thì đây là cái nơi đầu chọc Lê Tùng Vân tắm. Thì đầu chọc Lê Tùng Vân tắm ở đây cũng không có đóng cửa. Cô Sinh và cô Đài đứng ngay cái lưu này. Lúc thì cô Sinh, lúc thì cô Đài đứng nhìn đầu chọc Lê Tùng Vân khỏa thân tắm trần truồng ha. Rồi nếu có ai đi tới thì sẽ la lên: đầu chọc Tùng Vân đang tắm, thì mọi người sẽ quay lại đi chỗ khác đó. Và bây giờ phân tích nè, không điện. Rồi phân tích không điện ha. Phân ra bây giờ là không nước, không nhà vệ sinh thì phân tích rõ ràng nè. Đây toilet nè, đây nhà tắm, bên này còn cái nhà tắm nữa nha. Không nước chắc chắn là không nước là xạo rõ ràng, không bơm nước vô đầy hai cái lu này. Còn cái nhà tắm trong này là có một cái vòi nước, hồi năm này là đã có cung tên, có nước cung tên rồi, nhưng mà rất là yếu nha. Rồi bây giờ phân tích tới không điện. Tấm mình này sinh nhật Minh Tùng 11 tuổi năm 1996. Thì cái trại Thánh Đức mà Tùng Vân bắt đầu làm lập lên là năm 1990. Thì cái thời điểm cái nhà tắm mà Nguyễn Trường Giang, cái đức Nguyễn Trường Giang đưa lên, thì cái nhà tắm đó cũng nằm trong thời điểm năm 1995 đến năm 2000. Thì năm đó Minh Tùng cũng 11 tuổi. Thì thử hỏi nếu mà nó không điện thì Minh Tùng ngày xưa đi học đờn, Minh Tùng ghim điện vô đâu? Chẳng lẽ Minh Tùng nắm đầu chọc lên Tùng Vân, Minh Tùng ghim cái ổ điện vào hai con mắt, ghim điện vào hai con mắt của đầu chọc lên Tùng Vân? Chẳng lẽ nào Minh Tùng lấy cái dây cắm điện ghim vô trong hai lỗ tai của đầu chọc Lê Tùng Vân để ngồi đờn? Chúng ta thấy một điều rất là vô lý, rất là gọi là sao, mọi người xảo trá, quỷ biện. Rồi rõ ràng không điện vào đây. 1996 Minh Tùng ngồi đờn như vậy, vì Minh Tùng đờn bằng cái gì? Cái đờn này nếu mà mua pin gắn vô xài được bao nhiêu, chắc đợi được hai bản nhạc hết cục pin. Mà một cái đờn này có xài pin nha, cái đờn này nó có xài pin nha, xài 6 cục pin đại. Hồi xưa là pin đại bàng á, 6 cục pin. Mỗi lần mà Minh Tùng mà chơi nhạc mà cúp điện á, đang học mà cúp điện á, nhà nước cúp điện thì phải gắn cục pin vô để luyện tập tiếp. Thì khi có điện thì sẽ ghim điện vô xài. Vậy hỏi cái đức Nguyễn Trường Giang lăn lên ngày xưa Thánh Đức không điện như Minh Tùng ngồi đờn bằng cái gì? Đó, chúng ta thấy sự gian trá, xảo trá. Từ năm bắt đầu 8 tuổi, thì 8 tuổi là cho năm đó là năm 1992 đi, 90 trừ 92, 93, thì nhà tắm này nó có từ năm 95. Tại vì Minh Tùng là năm đó 10 tuổi, 11 tuổi là Minh Tùng có nhà tắm này rồi. Thì từ năm bắt đầu 8 tuổi đến năm 10 đến năm học lớp 8, lớp 9 là khoảng 13, 14 tuổi, thì Minh Tùng đã chính mắt, tận mắt chứng kiến ông Lê Tùng Vân
chiếu phim xét cho mẹ Minh Tùng và bà Hiền bà Đài với bà Xuân coi, chiếu bằng đầu băng video. Thì thử hỏi nếu nói không điện, thời nếu mà nói không điện chỉ lấy cái gì chiếu phim xét, lấy cái gì mà đầu chọc Lê Tùng Vân chiếu phim xét cho cái gì cho mẹ Minh Tùng và bà Hiền với bà Xuân coi, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng ha. Đó, thánh tích ngày xưa nhà tắm không điện, không nước, không nhà vệ sinh. Minh Tùng đã nói rồi, đừng bao giờ mà đưa những hình ảnh của trại thánh tích lên, đưa lên thì chỉ có chết với Minh Tùng. Bằng chứng là gần đây anh Nguyễn Trường Giang đã đưa lên rất nhiều hình ảnh liên quan tới trại thánh tích, liên quan đến đầu chọc Lê Tùng Vân, thậm chí liên quan đến luôn cả cha ruột của Lê Tùng Vân, nhưng tất cả đều bị Minh Tùng đưa ra từng chứng cứ, từng cái rõ ràng trong cái vấn đề mà những hình ảnh liên quan tới cái nhà đầu chọc Lê Tùng Vân như thế nào. Đó, đưa hình ông Lê Văn Tắc ra thì như thế nào, đưa cái hình nhà tắm này ra như thế nào. Đó, chúng ta thấy rõ ràng ha. Thì mọi người cũng đã thấy rõ cái vấn đề của đầu chọc Lê Tùng Vân như thế nào. Thì như ở lúc đầu Minh Tùng có nói là sẽ nói về thứ nhất là cái vấn đề mà ông đầu chọc Lê Tùng Vân á, ông cho những người mà tới ủng hộ ổng đăng cái tấm hình mà ổng được ông Nguyễn Phú Trọng tặng cái thiệp chúc mừng, cái thiệp chúc mừng nhân mùa xuân á, thì cái đó là ý đồ của đầu chọc Lê Tùng Vân là muốn phô trương thân thế ha, muốn gọi là cho xã hội biết ông ta đây được Nguyễn Phú Trọng tặng thiệp mừng xuân, ý là ông ta có làm những việc tốt cho xã hội nên được cái này được cái kia. Nhưng mà chúng ta thấy làm sao, cái đó là một cái giả tạo, một cái giả dối đó. Bằng chứng là bây giờ nè, chính những người bảo vệ đầu chọc Lê Tùng Vân, chính những người đã từng ủng hộ cho đầu chọc Lê Tùng Vân, bây giờ tất cả đều quay ra đổ thừa cho nhau, là bây giờ là họ đổ thừa cho nhau là vì là ai là người chịu trách nhiệm cái giấy khen đó, ai là người đã đưa cái giấy khen đó lên, ai là người chịu trách nhiệm như thế này như thế kia. Chúng ta thấy rất là rõ ràng ha. Đó, bây giờ lòi ra thì người này đổ thừa người kia. Nhưng mà ở đây Minh Tùng muốn nói cho mọi người biết như thế nào, cái sự gian xảo, cái sự gian trá thì sớm hay muộn cũng sẽ lòi ra thôi ha. Bữa nay không lòi ra thì ngày mai, ngày mốt nó cũng sẽ lòi ra thôi, đúng không mọi người? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng, cái sự gian dối luôn luôn là nó đi chung với sự gian dối và phải lòi ra thôi ha. Bản thân đầu chọc Lê Tùng Vân là một thằng gian dối, một thằng lừa đảo ha. Thì những người đến ủng hộ cho cái thằng đầu chọc Lê Tùng Vân thì những người đó cũng những là người ha, gian dối xảo trá trong xã hội. Ở đây Minh Tùng không gom hết những mạnh thường quân mà tài trợ cho Lê Tùng Vân, nhưng mà Minh Tùng chỉ nói những cái YouTube, những cái người mà đã từng đến gặp đầu chọc Lê Tùng Vân và trao, làm như thế nào để có được cái hình ảnh mà cái tấm bằng khen của Nguyễn Phú Trọng, của ông Nguyễn Phú Trọng cho đầu chọc Tùng Vân, thì những người đó là những người gian dối xảo trá. Thì gian dối xảo trá thì gặp Tùng Vân, đầu chọc Tùng Vân cũng gian dối xảo trá, và bây giờ bể ra là cả nguyên một lũ gian dối xảo trá
vậy đâu có ai làm gì được tốt, đâu có ai làm gì tốt cho đầu chọc Tùng Vân. Cho nên khi mà Minh Tùng xem cái tấm thiệp đó thì Minh Tùng không có can thiệp vào, bởi vì mình chưa biết cái vấn đề đó như thế nào, mình vẫn đang tìm hiểu. Nhưng mà trong lòng mình vẫn nghĩ, một cái thằng đầu chọc lừa đảo, một cái thằng đầu chọc Tùng Vân gian dối xảo trá, trục lợi từ thiện, giả sư giả mồ côi lộn lưng, thì không lẽ ông Nguyễn Phú Trọng lại gửi tặng một cái thiệp như vậy? Nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng làm như vậy thì chẳng khác nào đề cao một cái con người gian xảo xảo trá như đầu chọc Lê Tùng Vân. Thì ngày hôm nay cái vấn đề này nó đã ra rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta thấy đầu chọc Lê Tùng Vân rất là ngu ha. Có thể là đầu chọc Tùng Vân ngu một, nhưng mà con rùa cố đám đầu chọc Tùng Vân ngu tới 10. Bởi vì cũng chính vì cái tấm thiệp đó đã vô tình đưa thêm cái sự xảo trá gian dối của đầu chọc Lê Tùng Vân cho xã hội biết. Hả? Rõ ràng biết thêm sự xảo trá, ha? Sự gian dối, sự hiểm độc của đầu chọc Lê Tùng Vân như thế nào. Đó. Lúc đầu đầu chọc Lê Tùng Vân rất là hớn hở, rất là vui tươi, nhảy cái tấn tưng lên, ô mọi người đều đến giúp đầu chọc Lê Tùng Vân. Nhưng bây giờ bể ra là gì? Là chính đầu chọc Lê Tùng Vân làm rõ thêm cái bộ mặt gian xảo gian trá của đầu chọc Lê Tùng Vân, rồi lần lượt thêm những vấn đề khác bộc lộ rõ ra cái tính gian xảo của đầu chọc Lê Tùng Vân. Bởi vậy mình mới nói các con ruột của đầu chọc Lê Tùng Vân là những thằng ngu, là những thằng súc vật, súc sinh, nó không phải là con người, cho nên nó rất là ngu. Nó kết hợp với ai? Tón Trần, Nguyễn Trường Giang, rồi nhiều kênh khác. Nhưng mà những người khác đến đó với mục đích là làm gì? Chỉ là để nhờ tên tuổi của đầu chọc Lê Tùng Vân rồi đi quyên góp từ thiện, quyên góp ở bên ngoài kiếm tiền bỏ túi riêng. Thằng đầu chọc Lê Tùng Vân nó không biết, nó cứ nghĩ nó là hay, ai cũng binh vực nó. Bằng chứng gần đây là có nhiều YouTube, đặc biệt là anh Nguyễn Trường Giang đưa hình ông Lê Văn Tất lên. Đầu chọc Lê Tùng Vân nghĩ rằng đưa hình cha ruột của đầu chọc lên thì nói cha ruột của đầu chọc là nhà thơ, nhà văn, thì mọi người nghĩ đầu chọc sẽ không có sống dơ như Minh Tùng nói. Nhưng mà chính vì cái hình ảnh của cha ruột đầu chọc đưa lên lại rất là giống y khuôn thằng Trùng Dương, rồi tiếp tục đưa Minh Tùng lên thì lại giống y như Minh Tùng. Thì bây giờ ngồi suy nghĩ lại, phải đầu chọc Tùng Vân là một thằng ngu hay không? Vô tình đưa ra những cái khuyết điểm, những cái điểm yếu trong nhà của đầu chọc Tùng Vân cho ai? Cho những người ngoài, người ta đưa lên mạng và bị chính Minh Tùng đè ra cái điểm yếu đó mà phát hiện ra, và đưa dựa trên cái điểm yếu đó đưa thêm bằng chứng dẫn chứng cho mọi người thấy là cả nguyên một gia tộc đầu chọc Tùng Vân đều có huyết thống với nhau. Rồi tiếp tục cái hình ảnh nhà tắm không điện không nước đưa lên để lấy lòng thương hại, để cho nhiều người nhìn vào, ôi đầu chọc Tùng Vân rất là khổ, rất là sống rất là ấy. Nhưng mà cũng bị Minh Tùng bóc phốt lên, ủa nếu không điện, không có điện thời đó thì lấy cái gì chiếu phim xét cho những người trong nhà đầu chọc xem, mà đặc biệt là mẹ Minh Tùng và cô Xuân, cô Đài, cô Hiền. Rõ ràng không mọi người? Qua đây cho chúng ta thấy gì? Đầu chọc Tùng Vân bây giờ nó là một thằng bù nhìn ha. Đầu chọc Tùng Vân bây giờ là không nói được, không ý kiến gì được. Giờ thao túng là hai thằng súc sinh súc vật Hoàng Nguyên, là hai thằng kêu bằng hai thằng chó Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thôi. Bị tụi nó thao túng. Mà những thằng này là những thằng chỉ biết ăn chơi rồi quan hệ tình dục bừa bãi thôi, chứ đâu có cái tư duy, đâu có cái đầu óc suy nghĩ. Cho nên nó cũng vô tình tạo thêm những cái mối nguy hiểm cho đầu chọc là Tùng Vân, là cha ruột của nó, đúng không mọi người? Nhưng mà có một cái điểm như vậy,
có thể tụi nó rất là khôn, tại vì cha đầu chọc Tùng Vân của tụi nó rất là khôn nanh, rất là ma mảnh. Nhưng có thể trong cái vấn đề này tụi nó cũng đang âm thầm muốn đưa những cái điểm yếu của trong nhà đầu chọc Tùng Vân ra để cho Tùng Vân bị chính quyền mau sờ gái, để tụi nó chia nhau tài sản ha, tụi nó chia nhau tiền của. Nếu mà Tùng Vân nằm xuống, đầu chọc Tùng Vân nằm xuống thì tụi nó sẽ chia nhau tài sản. Tụi nó sẽ để tóc đi lấy vợ, rồi con Quyền Trang, con Kỳ Duyên thì nó sẽ được giải thoát. Tùng Vân nằm xuống rồi thì không có ai làm được gì tụi nó sẽ giải thoát. Và ra đời cho những con chim không biết bay được xúc chuồng, lấy chồng. Đúng không mọi người? Có thể cái âm mưu của cái đám con ruột của đầu chọc của Tùng Vân không chừng cũng là như vậy. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rõ ràng đời trước của đầu chọc Tùng Vân là ông Năm, cô Sáu, cô Bảy, cô Ba đã rất là chinh chiến, gọi là thiếu điều muốn chém giết nhau trong cái vấn đề là tranh giành tài sản, mà Minh Tùng là người chứng kiến từ đầu cho tới cuối. Thì bây giờ tới đời con của đầu chọc lên Tùng Vân thì cha nào con đó quả báo thôi. Thì bây giờ tôi nói chỉ trông chờ đầu chọc Tùng Vân chết sớm thôi, hoặc là mau bị cơ quan chính quyền bắt đi tù để tụi nó chia nhau tài sản. Thằng nào cạo đầu thì để tóc đi lấy vợ, con nào cạo đầu thì để tóc đi lấy chồng, con của ai thì người đó nhận về nuôi, chia tấu tán tẩu tán tài sản hết. Thì có thể là âm mưu của các con ruột đầu chọc lên Tùng Vân là vậy. Chúng ta thấy người xưa có câu là một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ thì ra nằm chuồng heo. Có những người lúc thời còn trẻ 5-6 bà vợ, cả chục đứa con, nhưng nhiều khi đến tuổi già thì nằm chèo queo một mình, không đứa nào tới thăm, đứa này đẩy đứa kia. Thì có thể là đầu chọc Tùng Vân là sẽ là sắp tới sẽ như vậy, không chừng. Đúng không mọi người? Thì đó là cái âm mưu, có thể là âm mưu của các con đầu chọc, các con ruột của đầu chọc Tùng Vân. Thì hôm nay Minh Tùng chỉ chia sẻ là ngắn gọn cái vấn đề đó. Thì bây giờ Minh Tùng tiếp tục chia sẻ tiếp là mọi người có nói là vì sao lâu quá chứ cơ quan chính quyền không làm rõ vấn đề này, rồi vì sao Minh Tùng cứ lên nói hoài mà cơ quan chính quyền không có thấy tác động gì. Mọi người à, mọi người phải hiểu như thế này. Chúng ta biết là trước đây là Trương Châu Hữu Danh là bạn thân của Nguyễn Trường Giang. Nguyễn Trường Giang đã từng giới thiệu là anh ta rất ngưỡng mộ Trương Châu Hữu Danh. Trương Châu Hữu Danh là những điều mà anh ta phải học hỏi. Thì Trương Châu Hữu Danh đã bị bắt. Ha. Thì chúng ta thấy rõ là công an cho biết là quá trình để bắt Trương Châu Hữu Danh, đòi hỏi bằng chứng này nọ kia, phải trong điều tra trong 3 năm. Quá trình để bắt Trương Châu Hữu Danh là 3 năm ha. Có nghĩa là bây giờ chúng ta thấy Tống Trần có những cái hành động chống đối đất nước, chống phá nhà nước, hay là Nguyễn Trường Giang có những hành động cổ xí cho cái vấn đề mà giả sư rồi trục lại giả mồ côi hay gì đó. Chúng ta nói ủa tại sao công an không tác động tới họ? Không, tất cả đều được nằm trong tầm ngắm, nhưng mà đều phải đòi hỏi thời gian, chứ đâu phải nói bữa nay bắt, bữa nay có tội là ngày mai bắt. Đối với những cái thể loại mà tội phạm tội quả tang, bắt quả tang như ăn cướp, ăn giật, quấn lộn, đâm chém ngoài đường, bắt tại chỗ thì nó khác. Còn đối với những tội mà có liên quan tới vấn đề chính trị thì nó phải đòi hỏi thời gian. Mà ở đây cái vấn đề của Tùng Vân á, mọi người ai cũng nôn nóng, nhưng mà mọi người không ai suy nghĩ lại có một người là Minh Tùng. Câu chuyện này Minh Tùng đã ấp ủ là 30 năm. Minh Tùng năm nay là 38 tuổi. Thì từ khi Minh Tùng bắt đầu hiểu biết, là bắt đầu 7 tuổi, 8 tuổi đã hiểu biết, thì Minh Tùng đã mong muốn là xã hội, là Phật giáo. Lúc ngay từ nhỏ Minh Tùng đã chống đối đầu chọc Tùng Vân, vì thấy đầu chọc Tùng Vân ăn mặn, thấy đầu chọc Tùng Vân ngủ với đàn bà,
từ từ năm 8-9 tuổi mình Tùng đã không phục đầu chọc Tùng Vân, và mong muốn cái câu chuyện nó sẽ được đưa ra câu chuyện là mọi người sẽ biết, từ từ là sẽ hiểu. Nhưng mà tới lớn rồi lớn nữa tới khi mà cái năm 2010 cái vụ chính thức bể ra lại chìm xuồng, và bây giờ tới năm nay thì mọi người thấy một người đợi chờ một thời gian dài như vậy là 30 năm, 30 năm dân dẫn đợi chờ, và ngày hôm nay Minh Tùng quyết tâm ra mặt, gọi là bây giờ chưa ra mặt, 30 tháng 4 á thì mọi người sẽ biết mặt Minh Tùng ha. Thì cho tới bây giờ đó, Minh Tùng ngồi đây để nói thì chúng ta thấy đi, một đời người 60 năm cuộc đời, 30 năm là hết nửa cuộc đời rồi, thì mọi người thấy Minh Tùng đã chờ đợi 30 năm rồi. Thì đối với thời gian mọi người chờ đợi 1 năm, câu chuyện của đầu chọc Tây Tùng Vân mới có 1 năm, mới có đầu tháng 6 2019, bây giờ là 2020-2021, là nếu mà tháng 6 2021 này thì mới được 2 năm. Thì 2 năm này đem tính với 30 năm của Minh Tùng thì nó tốt, nó đâu có là bao nhiêu. Cho nên mọi người đừng bao giờ hỏi cái câu tại sao nó lâu. Cái người mà không đặt câu hỏi là Minh Tùng đây nè. 30 năm Minh Tùng đâu có hỏi đặt câu hỏi đâu. Đó, nói như vậy là để cho mọi người hiểu. Cái vụ án gì cũng vậy, nó phải đòi hỏi thời gian, bằng chứng, đặc biệt là những vụ án liên quan tới vấn đề chính trị, liên quan tới vấn đề mà huyết thống ADN này kia, đòi hỏi rất là nhiều vấn đề ha. Thì bây giờ chia sẻ thêm ngắn gọn một số vấn đề nữa. Thì vừa qua chúng ta thấy là chắc chắn câu chuyện của đầu chọc Tùng Vân này là sẽ không bao giờ chìm xuồng, bởi vì trong năm nay chúng ta thấy cái nền Phật giáo của chúng ta trong năm nay có 3 vụ án lớn nhất. Vụ án đầu tiên là vụ án của đầu chọc Tùng Vân. Tới vấn đề thứ hai là ông thầy chùa ăn thịt chó. Và bây giờ 2-3 ngày nay là tới vụ án của Lương Y Võ Hoàng Yến bị vợ chồng Dũng Lò Voi tố cáo hành vi trục lợi từ thiện, lừa đảo. Mà cái hành vi mà bà vợ của ông Dũng Lò Voi á, tố cáo Võ Hoàng Yến á, là nó, cái ông này rất là giống với Lê Tùng Vân. Là sao? Ông này cũng từng nói với vợ chồng Dũng Lò Voi là ông này không vợ không con, nhưng mà bây giờ điều tra ra ông này có 3 vợ và 3 đứa con. Ông này nói ông này ăn chay niệm Phật, nhưng ông này ăn mặn không niệm Phật. Rồi những cái vấn đề mà tiền bạc là ông này ông thành lập cả một cái ban bệ, mà những cái thành viên trong đó đều là vợ, cháu vợ, em vợ, chú vợ gì tùm lum, nói chung là thân thuộc quyến thuộc với ông Lương Y Võ Hoàng Yến này. Thì chúng ta thấy cái hành vi của Hoàng Yến này giống với ông Lê Tùng Vân ở chỗ là ông ta có những cái kịch bản, có những cái bài diễn gọi là rất là hay để lấy lòng vợ chồng Dũng Lò Voi. Đó, chúng ta thấy rõ ràng ha. Cho nên chắc chắn là hiện bây giờ là 3 vụ án điển hình này rất là lớn, vụ nào cũng lớn ha. Thì chắc chắn là an ninh, về mặt trật tự xã hội an ninh của nước Việt Nam là liên quan đến vấn đề tôn giáo, vấn đề tôn giáo ha. Bây giờ rất là rối rem. Cho nên chắc chắn là Bộ Công an, Tổng cục Công an ha, là sẽ xử lý triệt để cái vấn đề mà trục lợi từ thiện, lừa đảo từ thiện ha. Và đặc biệt là vấn đề mà của đầu chọc Lê Tùng Vân, cho nên là không bao giờ chìm xuồng. Thí dụ như trong năm nay chỉ có một vụ của đầu chọc Lê Tùng Vân thì có thể nó không có gọi là xôn xao cộng đồng mạng, nhưng nó lòi ra thêm 2 vụ nữa. Vụ ông thầy chùa ăn thịt chó nè, thầy chùa ăn thịt chó cũng lên mạng kêu gọi đó, kêu gọi cái gì quyên góp từ thiện vô để mở lớp tiếng Anh dạy miễn phí, rồi học đại học online đồ, ông ta sẽ cấp cái bằng luôn, y như thằng đầu chọc Tùng Vân. Rồi bây giờ lòi ra thêm Lương Y Võ Hoàng Yến đó, chúng ta thấy không, 3 vụ liên quan đến vấn đề từ thiện, trục lợi từ thiện, lừa đảo từ thiện. Đó, thì bây giờ Minh Tùng chỉ chia sẻ ngắn gọn clip ngày hôm nay thôi, để cho mọi người hiểu rõ, coi như là chia sẻ một số vấn đề thôi. Đó, rồi thời gian sắp tới sẽ có những vấn đề gì mới, Minh Tùng sẽ chia sẻ thêm với mọi người.
Rồi, hôm nay mình chỉ chia sẻ ngắn gọn vậy thôi. Vâng, con là Nam Minh Tùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái clip ngày hôm nay. Vâng, con Minh Tùng xin kính chào mọi người.